người ủng hộ ông Trump bị bắn chết khi chiếm đóng điện Capitol. Giữa đám đông hỗn loạn với nhiều người được trang bị súng ở tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1, một người biểu tình bị bắn và đã qua đời trong bệnh viện. Dẫn các nguồn tin lực lượng chấp pháp, Washington Post và NBC News cho biết, người phụ nữ bị bắn trong tòa nhà Quốc hội đã tử vong. Trước đó, CNN đưa tin, người phụ nữ này bị bắn vào ngực và lâm vào tình trạng nguy kịch. PBS sau đó xác nhận thông tin, đồng thời cho biết người bị bắn không phải là thành viên lực lượng an ninh. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy xác nhận vụ nổ súng. Tôi đã ở điện Capitol này hơn 10 năm và chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này, ông nói. Hàng nghìn người đã tuần hành từ công viên Ellis đến điện Capitol ở thủ đô Washington hôm 6 tháng 1 giờ Mỹ để kêu gọi Quốc hội hoãn kiểm phiếu đại cử tri. Nhiều người biểu tình được cho đã mang theo súng vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Phóng viên Max Fuller của HuffPost đưa tin từ điện Capitol cho biết một người biểu tình đã nổ súng về phía văn phòng Hạ viện. Lực lượng cảnh sát đã nỗ lực khống chế và tước súng của người đàn ông này. Những màn đấu súng được cho là đã diễn ra bên trong tòa nhà Quốc hội. Theo Washington Post, xe cứu thương đã có mặt tại đại lộ Độc Lập trước cổng điện Capitol để đưa người bị thương đến bệnh viện. Các sĩ quan cảnh sát cho biết nạn nhân là một phụ nữ da trắng bị bắn vào vai. Sau khi người phụ nữ mặc bê bết máu được đưa đi, đám đông biểu tình hét lớn, lũ sát nhân và tiếp tục tiến về phía trước. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quân đội cho biết, Tư lệnh lục quân Ryan McCarthy và quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Christopher Miller đã điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến trấn áp những người biểu tình ở điện Capitol. Nhà Trắng cũng thông báo, vệ binh quốc gia đang trên đường đến điện Capitol theo lệnh của Tổng thống Trump.